lên nha, lên nha, lên cái luôn, lên cái luôn, lên cái luôn, lên, lên cái luôn. Trời. Oh shit, here we go again. Có vậy, gặp lại có người gặp lại cái Bayern này giá khoảng 100 tỷ à? Ủa có 100 tỷ à? Bayern đương đại 100 tỷ cũng đẹp chứ đúng không? Bayern đương đại 100 tỷ đẹp này. Ủa có cộng tiếng L luôn kìa. Choupo-Moting với Thomas Müller cộng quá trời chỉ số luôn nè. Tiếng L bạc, tiếng L Bayern quá trời chỉ số luôn rồi. Cộng thêm tiếng 21-22-23 nữa. Choupo-Moting 117-118 tốc độ tăng tốc. Thomas Müller ngon nha. Chỉ soạn là Choupo-Moting không có chỉ soạn cá nhân à? 100 tỷ Bayern không? Goldman hả? Goldman này đâu có mua Goldman đâu. Mane và Leroy Sané. Cặp cánh là Mane và Leroy Sané. Mane chạy nhanh nè, Leroy Sané cũng chạy nè, đủ yếu chạy à. Chỉ yếu chạy thôi, tại ngày mai đá giải này mấy ông kia đội chắc cũng yếu đó. Tôi nghĩ chắc cũng không mạnh đâu, tại đội này giải này tiền đâu nhiều đâu. Tiền đâu có nhiều đâu cho nên mấy ông sẽ không bỏ giải đâu, bỏ ra. Tốc độ tăng tốc 115-116. Goal cao Kimmich. Cuối cùng ngày hôm nay tôi đá được Kimmich nào, bữa tôi đá Kimmich mà muốn được. Ngày tôi đá được rồi. Kimmich 2-23 bounty luôn. Thánh truyền bóng kiến tạo truyền dài đằng sớm xa. Upamecano CB 33 Upa 23 Tuti 33 22 CL 3 Bây giờ đương đại 100 tỷ. Cancelo Al-Sodawi 2 cánh. Al-Sodawi chạy 121 mà dữ vậy. Urias Urias GK này tạm thôi, giờ không ngu được nói hơn GK. Dự bị còn có Zinabri với Lucas Red 22 CL nè. Ây, chọn suốt bằng cái banh luôn. Căng rồi căng. Suốt bằng cái banh luôn ta, căng nha, khó á. Suốt bằng cái banh luôn trời. Ây, trời chuyện lỗi vậy. Căng rồi, chết rồi, chết ơi, top 10 của tôi. Cái này thu lập lại lâu lắm, cái này thu lập lại lâu lắm. Vậy rồi. Bộ áp sao đâu mạnh dữ vậy. Thomas Müller, Thomas Müller, Thomas Müller. Cái này thu lập lại lâu lắm nha. Cái này thu lập lại lâu á, lâu càng. Thu lại lâu á. Hay Leroy Sané. Choupo-Moting, Choupo-Moting. Hay quá ta, Choupo-Moting nhất điểm chí quá vậy. Choupo-Moting nhất điểm chí quá ta, chất lượng á, chất lượng, hàng chất lượng cao. Choupo-Moting thứ ba lên lại top 10, tôi nghĩ tôi thắng trận này vô top 10 luôn à. Top 10 đơn giản quá. Đơn giản quá nè mà, top 10 các bạn đơn giản quá vậy. Lỗi rồi. Khó nha. Gì vậy? Vãi. Vãi nó bung một cái LeBron đều không ai kèm luôn à. À chết rồi. Đó nó bung một cái LeBron đều không ai kèm à. Căng rồi, chứ đâu quýu lại rồi. Nó đúng rồi, mạnh đá đã ha, tiền rồi tiền ghê ba. Tiền tiền ghê vậy. Tiền ghê quá. Choupo-Moting ba, lộ 22 sẽ là Choupo-Moting. Choupo-Moting lên lại, chẳng lẽ cái phụ chắc chắn cái phụ à, chẳng lẽ tôi không sợ cái phụ à.
Kỳ một cái lên tới nóc luôn ta. Chu Bo Mo Tinh, Chu Bo Mo Tinh, Chu Bo Mo Tinh. Tiền đạo số 1 Everton hiện tại. Tiền đạo số 1 Everton hiện tại. Chu Bo Mo Tinh. Mười đúng không? Tao nghĩ là có 10 tầng đấy, nó phải 30 mấy 40 điểm rồi. 28 điểm đủ vừa đủ tới 10 luôn. Vừa đủ tới 10 luôn. Trời, chinh phục top 10 chỉ trong một trận 1 à. Chứ một top 10 trong trận 1 à. Lại. Marshmallow chạy. Khó vậy, ghi mạnh ba lắc luôn à. Ghi ba lắc luôn à. Ông Soda V, chú vô một tiếng, chú một trời. Trời ơi, và tài cũng xét gì không vô ta. Thôi tất cả. Chú vô một tiếng. Chu Bo Mo Tinh, Chu Bo Mo Tinh. Ồ, Chu Bo Mo Tinh hay ghê ta. Chu Bo Mo Tinh hay đúng không? 2-2 sao lời Chu Bo Mo Tinh. Chẳng mà lượt đi mà Bayern mà thua Man City là chẳng đó như không có Chu Bo Mo Tinh. Chẳng đó Chu Bo Mo Tinh bị chấn thương hay gì đó. Có gì kia chưa chắc thua đâu. Lượt về là bị do áp lực lượt đi 3-0 quá chứ. Chu Bo Mo Tinh hay mà. Trong game vẫn còn đời thì quá vậy, kèo cũng được ta. Anh mua Kim Min Jae 140 tỷ đang kêu bán 75 tỷ không ai mua à? đâu vậy? Đáng hay vài bữa update chỉ số Kim Min Jae tăng thêm một chỉ số là mua đầy á. Leroy Sané. Bên nhá, bên không? Và nó bền. Trời ơi, nhận điên dễ quá, lớn vô mà. À, Vietnam sắp ra hả? Có. Ôi, penalty nè, penalty đúng không? Penalty mà tôi nói bền mà đúng không? Cảm ơn rất nhiều nha, bền, mà nó bền mà. Ôi, bền đúng, hay trọng tài số 1. Trọng tài là số 1. Ha, bền rõ kìa này, phải không? Bên cảm ơn nha. Vì nó mới sắp ra, vì nó mới sắp ra với lại cái tăng chỉ số à, tăng số không thấy, tăng số không có đâu. Thomas Müller. Thomas Müller, bên rồi đúng không? Tôi nói bên mà phải đáp tiền không vô tắc mà Leroy Sané. Được chứ không? Bên, ngon. Tại trọng tài là số 1, trọng tài lấy thằng này trong tay lấy chứ. Tôi nó pha nó bên nữa chứ. Nãy giờ không có cho bên mà nãy giờ không có cho bên. Đấy. Quá Thomas Müller. Thomas Müller. Được. Tay cầm anh rung rồi, có biết bên không? Tay cầm này đâu có rung đâu, tay cầm S5 đâu rung. Nó xài Xbox đâu mà rung, Xbox nó mới rung. S5 đâu rung đâu. Và đó vô tắc nó mạnh lên nó Sané mà, Sané đang chạy nhanh lao trong tắc banh rồi. Và đó còn tạm dừng nữa ảo. Ê, trời ơi, chặt quá ta. Sau mấy ngày nghiên cứu đá bên, em rút ra kết luận nếu thằng Thuận chân phải sút hay tay không vung lên thì khả năng cao là bên phải không giữ lên. Nó nghiên cứu ghê quá. Nghiên cứu hơi rối não. Rối não phải không? Nghiên cứu rối não này bên kia nghiên cứu ghê quá.
Ơi khó nha, ơi khó nha, bây giờ khó nha. Bây giờ mình lại là người bị động à? Mình phải là người chủ động, mình phải là người chủ động. Mình bị động mình thua á, mình đang 3-2 mình là người bị động mình thua á. Mình phải là người chủ động. Quan trọng hết ta. Trời ơi cái gì vậy? Ba đều à? Căng rồi. Mình cái đầu quá vậy. Ủa, mạnh ba, căng đó ta. Ơi này bắt bài mình ta. Chà nó bắt bài luôn. Ủa ghê vậy đó, bắt hết ra luôn à. Bị kinh quá vậy. Ủa ta. Ủa mình đi lê à, sức của mình nó chịu vậy. Và đừng quên đó lại một like, một subscribe để giúp mình có thể hành động làm video sau nha. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn vì đã xem video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.